ngày 26 tháng 11, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 đồng phạm bắt đầu nói lời sau cùng, trước khi hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố kết thúc phần tranh luận để nghị án mở đầu lời nói sau cùng bị cáo lan chia sẻ sự tiếc nuối sâu sắc vì vụ án đã tước đi bao nhiêu ước mơ và hy vọng không chỉ của bản thân bà mà còn của các đồng phạm bà lan bày tỏ nỗi đau về những thiệt hại to lớn đặc biệt khi chứng kiến các dự án quan trọng như dự án mũi đèn đỏ bị đình trệ và tài nguyên quốc gia bị lãng phí bị cáo lan mong muốn hội đồng xét xử áp dụng một cơ chế đặc biệt để khắc phục hậu quả trả lại nợ cho nhà nước và người dân bị cáo cam kết rằng phần tài sản còn lại sẽ được dùng để hoàn thành những dự án thiện nguyện như xây dựng bệnh viện quốc tế trường học nhà ở xã hội và đầu tư vào hạ tầng nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng cuối cùng bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và tội danh đối với bản thân và các bị cáo khác Trước đó, đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này giữ nguyên quan điểm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bao gồm 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và tử hình về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt đề nghị là tử hình.